Vâng, âm thanh đấy hạnh. Xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, tại thời điểm này là 1 giờ 30 phút buổi trưa, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang được chào đón một đoàn khách hàng có địa chỉ tại Thái Bình. Các anh về trực tiếp cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn một chiếc âm đi Sansui G9000DB. Vâng, khi khách hàng đã đồng ý mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp thì khách hàng cũng đã lựa chọn rất nhanh và hàng đã cho lên một chiếc xe về với gia đình của mình. Thì cửa hàng đang được chào đón 4 vị khách hàng có địa chỉ tại Thái Bình về trực tiếp cửa hàng để lựa chọn và thẩm âm một chiếc âm ni Sansui G9000DB có giá trên 70 triệu. Vâng, một chiếc âm ni khá là nặng, các anh cũng đã thẩm âm với cửa hàng một thời gian rồi. Khi những vị khách hàng đồng ý trao đổi mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp, cửa hàng mới làm những clip thông báo đăng lên kênh của mình cho những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm gì đã có chủ. Vâng, vậy mọi thông tin chi tiết mua sắm quý vị và các bạn có thể liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương, âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, sản phẩm thì đã được rời khỏi cửa hàng với 4 vị khách hàng có địa chỉ tại Thái Bình về trực tiếp cửa hàng trong ngày hôm nay. Vâng, biển số mang biển số 17. 6565. Vâng, vậy cửa hàng cũng làm clip thông báo cho những vị khách hàng theo dõi kênh hàng ngày, hàng giờ được biết những sản phẩm gì được khách hàng chốt đơn bên cửa hàng. Vâng, vậy cửa hàng cũng xin kết thúc video tại đây để chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Và tại thời điểm này mới có là 2 giờ kém 25 phút rồi. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.